tay dạng lẫn ha, dạng lẫn lưng thun nha, màu xanh đậm ha, màu xanh đậm nha, dành cho mấy bạn đã nhàm chán những chiếc quần màu đen ha. Bây giờ mình sưu tập thêm, có thêm một chiếc màu xanh trong tủ đồ của mình nha. Vải rất là đẹp luôn ha, vải quần tây rất là mềm mịn và láng luôn nha, và đặc biệt là nó có chiếc thun co giãn ha, co giãn rất là thoải mái luôn nha. Cái mặt cái này mình đang mặc là size 5X ha, 5X là dành cho mấy bạn từ 70-80kg mặc được nha. Mình 50kg mặc nó còn dư nhiều ha, đùi mình là 50 nè, kéo qua căng nha, cũng rất là thoải mái ha. Mấy bạn mà đùi cỡ 80 trở xuống mặc cũng ok nha, rất là thoải mái luôn ha. Nó là dạng lẫn, nó dạng 7 tấc ha, nó sẽ là mặt ngang giữa bắp chuối nha. Mấy bạn từ 1m7 trở xuống mặc cũng ok nha, không sợ bị ngắn ha. Quần là quần lưng thun nha, lưng thun và lưng thun mảng to luôn, là nó mặc nó sẽ gọn bụng mình lại ha. Lưng thun co giãn rất là thoải mái luôn nha. Và nó có hai túi ha, hai túi sau mình có thể để điện thoại được nha. Phía sau là dạng như túi, là túi kiểu ha, túi kiểu nha. Phía sau có hai túi kiểu, và đặc biệt ở đây nè, nó may dằn chỉ, dằn hai đường chỉ ở đây, hàng cao cấp rất là đẹp luôn nha. Hàng này là hàng cao cấp ha, giá của nó là 300.000 một chiếc ha, giá rất là rẻ luôn nha, rẻ so với là cái loại mặt hàng mà hàng cao cấp á. Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ghé shop thử nha, mặc lên form rất là đẹp luôn ha. Còn ở tỉnh thì mình shop có thể ship hàng nha. Hàng về có 3 size, 5X, 7X và 9X ha. 9X nha, 9X là dành cho mấy bạn từ 100kg trở xuống là mặc vừa nha. Mẫu này về là size lớn, hay dành cho mấy bạn từ 70-100kg mặc là ok nha. Mấy bạn biết size mặc nó căng thơm lên sẽ rất là đẹp ha, đẹp hơn mình mặc nhiều luôn nha.